Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft tận thế zombie ha. Ê khoan. Ê, căng rồi nha. Ủa, anh bạn à, hình như anh đi lộn nhà rồi đó, cái này là nhà tôi. Trời ơi, đi ra đi. Nhà người ta mà đi vô làm gì? Ta kêu đi ra. Kêu đi ra mà không đi ra nè. Nhà mình mà còn hơn nhà thanh niên đó nữa. Đi vô tỉnh như quách tỉnh vậy đó. Trời đất ơi, không biết quê ở đâu nữa. Rồi, và cái căn cứ dưới lòng đất của mình á cũng đã được chỉnh sửa rồi nha. Cái bàn cần hóa đây mất tiêu rồi, mà thay vào đó nó đã được dời qua đây. Mình cũng đã mở rộng cái tầng hầm để mình có thể có không gian nó bự hơn á. Bên này là khu vực nấu nướng nè, bên này là khu vực đồ. Mình chỉ đủ để nâng cấp lên những cái rương sắt thôi. Và mơ mốt mình có điều kiện hơn á, cái mình làm những cái nâng cấp tiếp theo nè. Đó, mình sẽ nâng lên vàng, rồi từ từ giàu hơn thì làm kim cương, các thứ các kiểu ha. Là cái rương này nó sẽ chứa được rất là nhiều đồ mà nó không có tốn quá là nhiều diện tích của mình á. Hôm qua thì có mò chế tạo súng các thứ ha, làm cây AK-47. Và cái kết là nó bị lỗi chứ. Cái lỗi hình ảnh á, nên nhìn cái súng nó rất là xấu luôn. Nên hôm nay mình không làm AK nữa, giận rồi. Chuyển sang làm súng khác nữa ha. Ở đây coi có súng gì căng căng không. Để coi. Không phải là làm súng bắn tỉa nhờ. Ragunor là cũng là súng bắn tỉa nè. Được á, chắc làm súng bắn tỉa một bữa đi ha. Thì mình phải cần có thêm sắt với gỗ nữa. Cái này chắc phải đi lên trên lấy rồi. Và chiến này thì mình ngoài chế tạo súng ra thì mình còn làm thêm một cái không phải cái này. Một cái khối khác nữa, nó sẽ có công dụng giúp mình sơn súng. Trời ơi, tới công chuyện nữa. Súng bình thường không mạnh, sơn lên chắc nó sẽ mạnh hơn á. Mình nghĩ vậy. Rồi, giờ thì làm cái cây Ragnar ha. Làm thêm một chút đạn nữa. Đây. Mấy băng ra? Một băng đủ không? Rồi lên đạn. Ô, và có vẻ cây Ragnar này nó không bị lỗi hoạt ảnh nè. Trời, nhìn đúng đẹp luôn á. Hơi bị đá. Bắn ngươi coi. Ôi. Trời, súng gì đâu bắn giật phát muốn lên trời luôn á. Rồi mình có thể nhét vô cái bàn này để mình sơn súng á. Đây, các bạn thích màu gì? Bạn thích màu gì thì mình sơn màu đó. Mình thì chưa bây giờ mình trước đi. Mình thì mình thích màu xanh nước biển á. Hay là sơn xanh nước biển nhờ. Được. Trong đây tiếc nó không có màu hồng á. Nó mà có màu hồng là mình lụm màu hồng rồi. Mà tiếc là nó không có màu hồng, nên mình mới chọn màu xanh nước biển thôi. Cho vô đâu ta? Cho bột nhụm vô đâu vậy? À, chỉ cần ấn vô là được ha. Vậy là chúng ta đã có được một khẩu súng kiểu như là màu xanh rồi. Và ở đây thì có vẻ là mình còn có thể gắn cả ống nhắm cho nó cơ. Ống nhắm và đầu nòng nè. Được, ống nhắm và đầu nòng. Lần trước thì mình có lượm được một cái scope 4 trong cái công trình. À cha cha, scope 4 cũng dữ lắm á. Chắc phải gắn vô cây súng bắn tỉa bắn cho nó chính xác coi. Đầu tay X4 đâu rồi? Đây, nó đây. X4 scope nè. Cái này thì mình chưa có dùng được, phải gắn vô súng mới dùng được á. Đó, hôm nay là đêm trăng máu nữa, một xíu đi ra test luôn á chứ. Đấy, khi mình lắp vào thì nó đã có cái scope ở phía trên rồi nè. Quá hay luôn á. Test thử coi. Wow, giờ đã có thể ngắm rõ hơn rồi nè. Mình có thể zoom lên nữa để nhìn gần hơn á. Được nha, làm thêm đạn. Làm thêm vài băng đạn nữa bắn cho nó đã. Rồi, cất cái đồ chế tạo đạn vừa các thứ vô đây. Ui giời. Hôm nay là đi săn zombie luôn chứ không có trốn như mấy bữa trước nữa. Có súng rồi. Có súng mà sợ gì nữa. Không có ngại vết bẩn. Đi. Cùng mình hôm nay lên là chiến nè. Không có chạy trốn nữa ha. Vô. Và quên khoe với các bạn là mình có nhân giống xương rồng anh ơi. Để mình tranh thủ mình làm một cái hàng rào bằng xương rồng phòng ngự cho nó tốt ha. Headshot con zombie nè. Headshot. Ê. Ui con này trâu vậy. Ui, có thanh niên cầm súng cơ. À cầm súng không?
cầm súng nè, lấy shotgun bắn cho hay vỡ mồm liền. Headshot nè. Ấy. Và hình như cái súng mình bắn một lần. Ê, lâu lâu vẫn headshot được kìa. Như vậy thì thỉnh thoảng mình bắn nó vẫn headshot được ha. Ui ui sao hộp vậy? Ui. Cái trời ơi, súng bắn tỉa mà bắn người ta ba hit mới chết. Bắn kiểu này thì chắc người ta chạy mất dép luôn á. Để mình gài đạn shotgun lại cái đó. Đó. Shotgun thì quy lực hơn rất là nhiều ha. Nhưng mà tiếc một điều là bắn xong mình phải lên đạn lại thì mới được. Bắn lần hai thanh niên luôn kìa. Đã ghê. Trời ơi. Nhức nách. Hôm nay mình đã có hai khẩu súng mới rồi. Một cây thì bắn gần, một cây thì bắn xa ha. Quá là hợp lý luôn. Bây giờ thì mình cần phải làm thêm đồ ăn cái đã. Ê, nó tới nha. Ui, nguy hiểm quá. Ăn uống cũng phải canh chừng nha. Đang ăn nó bắn cái lại ha. Không kịp ăn luôn á. Mình sẽ hôm nay nấu món gì đây ta? Hôm nay chắc... thôi, ăn... Bữa nay giảm cân. Hôm nay ăn... cà chua ha. Ăn cà chua giảm cân. Ăn rau quả trái cây các thứ đi. Không gầy, ăn thịt nhiều rồi. Các bạn nghĩ sao về việc mình sẽ làm một cái... bức tường thành bằng xương rồng? Tại vì mình cảm giác là nếu mà có xương rồng thì nó sẽ rất là tiện á. Nó đi muốn vô nhà mình đúng không là phải băng qua xương rồng, là nó như con nhím luôn á. Xương rồng đâm nó như con nhím luôn cho coi. Nhưng mà nói gì thì nói, bây giờ thì mình cần phải băng qua cái đống zombie này để mình tìm nguyên vật liệu thôi. Tình hình là hôm nay thì mình muốn chế tạo thêm một cái món giáp nữa giúp mình trong cái việc mà nhảy từ trên cao không có mất máu á. Đó chính là một cái đôi ủng chung với cái set giáp của mình nè. Và để làm được cái ủng đó thì đầu tiên mình cần phải đi đào đất sét. Đây, bên đây có đất sét nè. Đây rồi. Ô, mình bị ám sát. Láo tét. À, gài đạn. Cho. Chưa gài đạn kịp. Dám bắn à. Bắn nè, lại đây. Giỡn mạc. Ơ, nó không sợ. À, con này láo. Lại đây. Headshot nè. Chưa sợ hả? Headshot, ui bắn hụt. lấy shotgun ra bắn luôn. Wow rồi. Ủa chết chưa vậy? À chết rồi. Nope. Mù mắt mà. Ui chưa chết thiệt. Chưa chết hả? Các bạn thông cảm nha. Lâu lâu mình bắn nó hơi mù mắt xíu. Trình độ nó cao quá nên bắn nó bị hụt á. Rồi giờ thì lấy thật là nhiều đất sét á. Nói chung thì có bao nhiêu thì mình gặp bao nhiêu á là mình lấy bấy nhiêu thôi. Một lần đào như vậy thì nó sẽ ra 4 cục đất sét nhỏ. Và tổng cộng là mình được 32 cục. Ai chà chà. 32 cục là mới đủ làm cái ổn mà. Mình cần phải làm thêm cái hộp để chế tạo ra cái ổn nữa. Nên cần phải đào nhiều hơn xíu. Mà cái súng mình nó bị ngộ sao á. Mình mà bật ống nhắm lên là bắn nó yếu xìu à. Mình không bật ống nhắm mình bắn nhiều khi một hit chết con á. Đó. Đúng mạnh luôn. Mà bật nhắm lên thì mà nó cũng chết. Ủa sao lạ vậy? Sao bây giờ nó mạnh đột xuất vậy? À chắc tại mình mới sơn lên nó mạnh đó mà. Biết rồi. Suy ra là sơn súng là súng sẽ mạnh hơn nhá. Đấy. Vô đây. Ôi trời, nó bắn chết đồng đội luôn á. Vô đây. Quá dữ luôn. Ui. Ăn vô cái. Lò bắn một hồi là lên thiên đàng luôn đó. Mở cửa ra. Ui, gài đạn. Hết đạn. Lại đây. Bắn nè, chết hai con lượt luôn. Quá dữ. Lâu lâu thì nó vẫn rơi ra những cái áo giáp từ những cái con zombie trang bị vũ trang á. Những cái nào tốt thì mình giữ, còn không tốt thì thôi. À, có đen nữa nè. Ui, tính ra vô mấy cái thành phố này mình còn loot được nhiều đồ lắm ấy chứ. Tiếc là hổm rài thì mình không có gặp rương thôi.
xác suất mà mình gặp rương trong những cái thành phố bỏ hoang này là cực kỳ thấp luôn. Nay giả bộ cho gặp một cái rương đi. Thôi tôi muốn gặp gương chứ không phải gặp mấy thanh niên này. Mấy thanh niên này ngày nào cũng gặp rồi. Thiệt luôn á, gặp hoài ngày nào cũng gặp luôn á. Giờ thử một bữa không gặp coi. Không nhớ đâu. Hứa luôn. Không gặp còn mừng á. Đây có vàng hoa thuốc nữa nè. Lượm thêm. Mình sẽ thử đi hết cái căn chung cư này coi coi có rương không nha. Đó. Mình đi hết cái căn chung cư này mà cũng chẳng có một cái rương nào hết. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị nè, cái này là lâu lâu mình mới làm nè. Cú nhảy thần thánh. Ui ui ui. Ôi mình tính dùng xô nước luôn á. Tự nhiên nhảy trúng cái cọng dây leo à. Ui ui con xương nóng tính. Ui ui. Thôi 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 thôi, đuổi thì đi, đuổi thì về, không có sao hết. Căng quá à. Giờ thì mình đã có được đất sét rồi, thế nên chắc mình sẽ về để. Ủa khoan. Đất sét không thì chưa đủ, mình còn phải có thêm cát nữa chứ. Đúng rồi, cần thêm cát nữa, cần thêm cát nữa. A few moments later. Trên đường về mình gặp có thanh niên này, dám cà khịa mình. Mà các bạn cũng biết đó, mình là thanh niên tính hơi nóng. Tính mình hơi bị nóng. Mình nhét nguyên cây shotgun vô, vô mồm á, hắn luôn rồi. Cứ bắn 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 hoài. Đã không có kiếm chuyện rồi mà cứ cà khịa người ta thôi. Trước mắt là mình sẽ làm trước 3 cái. Đây, 1, 2, 3. Rồi, đây là 3 cái để mình nung ra. Ủa, có cần nung không ra không vậy? À, hình như có đấy. Mình sẽ nung ra luôn. Khi mà mình nung 3 cái này thì mình sẽ được 3 cái gọi là Farip Red Glass. Đó. Thế ông im mẹ à mồm đi. Với 3 cái này thì mình sẽ làm ra được một cái bàn gọi là... Ủa nó đâu rồi? Nè. Modern Warfare Armor Box. Kiểu như là một cái bàn chế tạo cái áo giáp hiện đại á. Kiểu kiểu vậy. Rồi nấu lẹ đi. Xong. Lượm. Và kết hợp thêm với 6 sắt nữa. Sắt thì có sẵn rồi. Lượm thôi. Đánh đèn. Ủa? Ê, 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 khoan khoan khoan. Wait a minute. Ủa như cần gỗ chứ không phải là sắt. Quên. Gỗ. Đó. Vậy là chúng ta đã có cái bàn chế tạo giáp rồi ha. Tên tên. Nó sẽ ra rất là nhiều loại giáp khác nhau. Nào là giáp của hải quân nè. Giáp sờ bét sờ nát. German KSK. Ồ. Rồi mấy cái bộ đồ khác nhau. Trong đó có cả cái set đồ mà mình đang mặc nè. Cái áo giáp cái tên tiếng Anh là gì ta? Exoskeleton ha. Cái áo giáp exoskeleton. Và mình cần phải làm cái ổng á, tại vì mình thấy cái ổng nó rất là hay luôn. Ủa cái đỏ đỏ này là cái gì ta? À mình có thể thay thế bằng da bò cũng được, không sao. Vậy là mình cần phải có 10 sát, 18 cái gì? 18 cái xanh xanh dưới 5 cái da. Rồi ok, mình sẽ đếm ra. 10 sát nè. Rồi 18 cái clay and sand mid tour. 18 cái. Em nấu 18 cái này luôn. Ôi qua đây đi, nấu cho nó tiện. Ủa, cái bên nào còn than ta? À đây, 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 bên đây còn than nè. Ồ, nhưng mà cái vấn đề bây giờ mình lại thiếu da nè. Mà da thì săn bò mới có. Ôi được rồi, nay Lộc làm bác thợ săn. Thầy Lộc chuyển thành bác thợ săn rồi. Săn bò thôi. Đi săn bò mà cầm súng bắn mới dữ. Úi giời. Mình nghĩ bên đây sẽ có nhiều bò nè. Tại vì đây là cái vùng đồng bằng á, nên tỷ lệ gặp bò cao lắm. Đi 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 săn bò thôi. Hôm nay để coi chúng ta sẽ thịt được mấy bé bò ha. Sao quê ta, bình thường qua đây cũng gặp bò nhiều lắm mà. Bò dưới cừu. Bên nay đi săn cái chẳng thấy con nào luôn. Ê gì không được nghe. Để coi coi da bò trong đây mình. Leather. Da bò trong đây mình có thể. Ồ, nó làm từ da thỏ, mà thỏ ở đây thì càng không có. Ui ui, kìa kìa kìa. À, có thanh niên. Ui, sao nó bắn xa vậy? Có hết không vậy? Ui, hình như mình gặp thanh niên hách thì sao rồi? Bắn xa lắm. Rõ ràng đi săn bò mà toàn gặp cừu không à. Bình thường cừu to
Sống trên đây ít lắm mà sao nay nhiều vậy? Ơ kia kia kia. Thấy rồi ngang. Mấy con zombie này định làm gì? Định ăn thịt bò hả gì? Ăn thịt bò không? Ăn đạn đi. Ăn đạn chứ ăn thịt bò hả? Bắn xiên hai con lượt luôn. Không sao mấy bé bò ơi. Bữa nay bé bò vô nồi nha. Bắn lần hai em luôn nè. Đấy. Bác thợ săn này quá dữ luôn. Ố, còn hai bò lắm hả? Ố, cái gì hai bò thì mình sẽ không có thịt nữa ha. Mình để dành đây. Ít bữa nữa mình lấy lúa, mình qua đây mình dẫn về nhà mình nuôi luôn. Để mình còn có cái nguồn da bò nó ổn định á. Chứ hiện tại thì mỗi lần các bạn cũng thấy rồi đó, muốn có da mắc đi săn bò thì mệt lắm. Rồi, giờ thì chỉ cần xuống đây, chúng ta lấy những cái Fire Glass. Đó, kết hợp lại với da và cả sắt nữa là có thể làm được cái ổn rồi. Theo như mình biết là vậy, còn làm được hay không thì bây giờ mới biết nè. Ủa sao chưa lấy ra được ta? Ấn lúc nào để lấy vậy? Hey. Ôi. Mình chưa biết cách lấy. Chế tạo Ủa mình đủ rồi mà. Đúng không? 5 da, 10 sắt, 18. Đủ hết rồi. Rồi luôn, mừng hộp luôn. Ý, quê xệ. Tưởng làm được giáp thì thôi, nay mình đỡ khổ ai về không được. Tại vì mình thấy nó có cái hiệu ứng rất khá là hay á. Tức là mình mặc cái ủng exoskeleton này á thì mình sẽ không có bị dính sát thương khi mà mình té. Đó là một điều rất là tuyệt vời đối với mình luôn. Nhưng mà tiếc thay mình không chế tạo được rồi. Mừng hộp thiệt. Vậy thì đành phải lên trên và tiếp tục sử dụng bộ giáp kim cương á. Nãy bị zombie nó bắn rách quần rồi, mất cái ủng luôn. Ôi, có ủng mới nè. Ôi, bị quên. Bình tĩnh nào. Bắn ai vậy? Đi lộn nhà rồi đó. Tại vì buổi tối xuống rồi, zombie bắt đầu càng quét rồi đó, nên hơi căng. Không sao, căng thì căng. Mình vẫn có thể xử lý được, yên tâm. Rồi ủng nè, quần nè. Đi cùng hóa không ta? Mình còn lưu ly không? Quan trọng là còn lưu ly hay không thôi. Vẫn còn, hợp lý. Đi, cùng hóa xét đồ mới á. Hiện tại thì mình vẫn chưa tìm ra được những cái bộ giáp nào mà trong khả năng chế tạo, nên mình sẽ tạm thời dùng tiếp giáp kim cương ha. Gán đi, gán ít hôm nữa mình mò ra được là mình sẽ không có dùng giáp kim cương nữa, chế tạo mấy cái giáp khác xịn hơn. À, ổng dầm hỏng nè, tốt. Nhưng mà sao không có thêm bảo vệ? Kỳ ghê luôn. Bảo vệ khỏi vụ nổ nữa nè. Thôi chắc em cho anh tạm đi. Ít hôm nữa mình có điều kiện mình làm cái giáp khác, cái này mặc tạm thôi. Muốn lấy đồ trong rương thôi. Mà phải chiến đấu dữ dội thì mới lấy đồ được á. Thấy mình khổ chưa? Mỗi đêm xuống là mình phải cật lực như vậy á. Nữa nè, tới liên tục luôn. Hôm nay thì mình muốn xuống địa ngục chơi một bữa ha. Để coi ở dưới mà nó ít zombie hơn, chắc mình gọn dọn đồ mình xuống địa ngục mình ở luôn. Chứ trên này quá trời quái rồi, ngày nào cũng ăn hành ngập mồm hết, nên mà hơi ngán rồi đó. Muốn tìm một chỗ yên bình hơn mà sống thôi. Nuôi cá trồng thêm gao cũng được. Rồi, làm cho xong cái cổng nè. Ủa, kéo qua. Nhưng mà hiện tại vẫn còn thiếu cái hộp quẹt. Coi có khúc này có sỏi không nhờ. Ở đâu có sỏi để mình đi đào ít sỏi cái. Đi đào có mấy cục sỏi mà bị nó quýnh muốn bệnh luôn. Vừa bị quýnh vừa bị ăn đạn nữa. Trời đất ơi. Bớt lại đi. Bữa nào cũng vậy chắc mai mốt mình thành 6 muối luôn á. Bị đánh giết rồi có được 6 muối luôn á. Sử dụng cây cúp thần thánh. Ui gì đấy, tiếng gì đấy. Ui hết hồn. Thôi không có cho vô nhà đâu. Rồi có được rồi.
Muốn có cục sỏi này là phải đánh đổi bằng biết bao nhiêu máu của mình đổ ra đó. Ôi nữa hả? Ly vậy. Rồi, có được cái hộp quẹt rồi. Mừng ghê luôn. Đi, khắp cánh cổng này. Bye bye mấy con zombie khốn kiếp nha. Giận mấy người rồi, ngày nào cũng bán thành cho ta hết. Đi, không chơi nữa. Vẫn còn lì. Vẫn còn lì hả? Bắn á, có súng á. Không có hiền như mấy buổi trước đâu. Goodbye, no see you again. Để coi coi xuất hiện ở đâu đây, hồi hộp quá à. Ờ? Ui xuống đi đục, địa ngục còn gặp thứ dữ nữa. Trời trời trời. What? Ây da, ây da. Ây, xuống địa ngục không chỉ gặp mấy thanh niên cầm súng thường đâu, mà bây giờ còn cầm súng lửa nữa. Bây giờ gặp con ma, bắn con ma trước. Rồi xong con ma rồi. Kìa, mấy thanh niên cầm súng bắn bằng đạn thì còn đỡ, cái này bắn súng lửa luôn. Ghê thiệt. Không đùa, cái này không đùa. Wow. Chết rồi, bắn trúng cái chất thành lọc nướng luôn á. À, đố anh bắn được em. Bắn à. Bắn nè, đưa cái súng đây. Tịch thu hung khí liền. Ngớ à, ngớ mắt tiêu à. Ghê thiệt chứ. Nước kìa, Ghê đấy. Căng. Ôi, hết đạn. Hai cái hình đều hết đạn. Hết đạn á. Bắn cho nè, chứ hết đạn. Gà đạn tuy hơi lâu một xíu nhưng mà vẫn kịp thời ha. Cây shotgun của mình đã hết đạn rồi nên mình phải cẩn thận hơn mới được. Rồi để coi. Ồ, bọn chúng có rơi ra súng nè. Đây là Nether Blaster. Được thiệt sự. Nether Blaster ha, súng này bắn ra cái. Ủa, ghê thiệt. Còn cái này là cái gì đây? Mới quá. Những cái cybernetic arc ha. Wow, cái này là công thức để làm ra cây súng này nè. Nó còn làm ra những cái cục máy khác nữa. Khá là hay ha. Trời, không ngờ dưới địa ngục nó lại hiện đại như vậy luôn á. Tính ra mình nhà quê thiệt. Mình như hai lúa vậy á. Quái, nó còn được súng xịn sò, mình còn không có được cái gì hết. Ôi, pháo đài địa ngục giống như nhà của zombie luôn rồi. Mình test súng mới luôn. Ủa? À, 13 đam, bắn một lần 13 đam. Wow. Cũng khá mạnh. Nhưng mà nó gần hết đạn rồi. Bắn vài cái nữa là hết à. Súng này bắn 2 hit mới chết một con zombie lận. Ôi, hết đạn rồi. Ui. Rồi, hai cái súng mình gần hết đạn hết trơn luôn. Tiếp tục sử dụng cận chiến tiếp thôi. Rồi, bước vào pháo đài nào. Tranh thủ mình đi loot đồ ha. Đồ đâu. Ủa sao rương? Pháo đài không có rương à? Ơ kìa. Có một điều khá là vô lý luôn á, là pháo đài trong đây nó không có rương các bạn ơi. Thật. Thường thường cái góc hồi nãy mình đi là nó sẽ có rương đấy. Nhưng mà trong đây chẳng có rương gì cả. Xương đen cũng không có luôn. Cái pháo đài này giống như bị mấy con zombie nữa. Nó xâm chiếm rồi ấy. Nhưng mà có một sự thật là ở đây nó là ít zombie hơn nha. Mình cảm thấy nó ít hơn hẳn luôn. Vô lý thế nhờ. Chẳng lẽ giờ xuống địa ngục sống để tránh zombie ta? Như vậy thì có lầy quá không? Trời à. Rồi dưới đây nó có công trình gì nè. À, dưới này thì có quỷ lửa, mình nghe tiếng quỷ lửa nè. Đâu quỷ lửa đâu? Sự quỷ lửa luôn. Có rương luôn á. Quá tuyệt vời. Và cái lồng spawn này chắc mình sẽ giữ lại đi, mình không có đập đâu.
Để có gì mình còn farm á. Tại vì pháo đài địa ngục nó không có quy lửa cơ. Thế mới khó. Cố lên. Nhảy lên. Wow. Thì ra ở dưới địa ngục thỉnh thoảng mình vẫn gặp mấy cái tàn tích. Nhưng mà tàn tích này dởm quá, không có rương gì trơn. Tàn tích người ta phải có mấy cái rương rồi trong đó để kim cương nè, giáp xịn nè, kiếm xịn, súng xịn, các thứ trọng á. Cái đó mới gọi là tàn tích. Cái đó không phải tàn tích rồi. Vậy thì có tham quá không nhờ. Rồi và hiện tại thì mình đang đi khám phá để coi dưới này có nơi nào thật sự lý tưởng để có thể sống được không? Nó có sức sống một xíu á. Mà thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn gặp những cái vùng mà nó có cỏ ha. Nó là netherrack nhưng mà nó có phủ một lớp cỏ ở trên, nhìn nó cũng đỡ đỡ hơn á. Nhưng mà nếu mình đứng ở một chỗ lâu quá thì thay ma nó vẫn xuất hiện nha. Chẳng hạn như dưới kìa. Khá là đông. Ê, chơi bắn len. Chơi mà bắn len. Bắn lén à? Khốn kiếp. À gà đạn cái. Bắn lén nè. Bắn cho gớt cái quần luôn. Chơi mà chơi bắn lén là thấy quạo rồi đó. Nó còn rơi ra cho mình một cái Obsidian Steel Ingot. Oh. Cái này ghê nhờ. Cái này mình mặc vô thì nó sẽ cho mình thêm 10% tốc độ di chuyển. Tốc độ đào dưới nước cộng 125%. Cộng thêm 10% kháng đẩy lùi. Ôi. Cái quần nhìn chỉ số xịn sò vậy. Nó mạnh như quần kim cương luôn. Oh, đáng để thử nha. Quần mới này mình mới lượm được cái quần mới cũng được chỉ số khá là ok nè. Để mình mấy thanh niên này non lắm, bắn không trúng. Không trúng thì để mình bắn lại. Trời nay lập xạ thủ, lập bắn hơi bị ghê nghe. Chưa sợ hả? Hết sợ ui bắn hụt. Ok. Tranh thủ về nhà lượm thêm đồ ăn. Hết đồ ăn rồi. Sắp chết đói rồi, hết chết vì zombie tấn công. Bây giờ sắp chuyển sang chết đói rồi. Mình khá là nghèo thức ăn luôn á. Bởi vậy mình mới có cái kế hoạch là làm cái ruộng nè. Bây giờ là lúc để mình thu hoạch số nông sản này. Cứu đói thôi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu làm cái ruộng 2 tầng của mình á. Bây giờ khi mà mình ôi đừng có bắn nữa. Mấy cái con này còn dư buổi tối này mình chưa giết hết á. Nên nó vẫn bắn vô mình được cơ. Cay thiệt. Sau đó là tới công đoạn mà xác định cái ô để đổ nước nè. Đó, chuẩn. Trời ơi, kinh nghiệm. Trong series này mình ăn chay luôn quá. Ăn rau củ quả không quá. Chứ bây giờ mình muốn dẫn bò về mình sợ đạn lạc á. Chúng bò là thành bò lạc luôn á. Không có giỡn đâu. Mấy con zombie hôm nay nó cầm súng á mà. Bò nuôi thì dễ bị ăn đạn rồi chết lắm. Như vậy thì còn ổn hơn á. Rồi giờ thì mình sẽ chế tạo thêm cuốc sắt để mình cuốc cái mới đất đó lên ha. Có một miệng ăn à nên mình cũng không có kiểu như là trồng quá là nhiều tầng ha. Hiện tại thì mình vẫn trồng 2 tầng thôi. Rồi trong tương lai ví dụ mà còn túng quá thì chắc làm thêm nhiều tầng hơn nữa. Rồi trồng nốt số này luôn cho xong đi. Rồi xong phim. Vậy là chúng ta đã có ruộng 2 tầng rồi. Giờ thì nó chỉ đơn sơ như vậy thôi, rồi từ từ mình sẽ tìm cách mình trang trí nhìn cho nó đẹp hơn. Tạm thời cất cà chua vô đi. Sáng giờ ăn cà chua không mà. Giờ đổi sang ăn bánh mì một thời gian á. Và các bạn cũng thấy, những cái thủy tinh này nè, không phải là tự nhiên nó bể đâu, mà đôi lúc mình bắn á, nó bị lạc đạn, kiểu như vậy. Đấy, là nó sẽ bể kiến. Mình mà nuôi bò, nếu mà mình muốn ngắm bò mà ốp thủy tinh vô đúng không, nó bắn cũng bể kiến y gan vậy á. Nên việc ốp kính này nó cũng khá là nguy hiểm ha. Phải tìm một cách nào đó để vừa nuôi bò mà có thể ngắm được bò, mà vẫn không bị dân bay bắn hư nè. Khá là căng đây. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hy vọng thì trong tương lai mình sẽ sớm chế tạo full những cái bộ giáp mới ha. Chứ hôm nay quê quá à. Chế tạo lò mò nhưng mà không có được cái giáp mới nào hết. Hơi xu hơn là còn nhặt được cái quần mới á. Rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp ha. Bye bye.